Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Việt Nam vừa đưa ra 3 nguyên tắc vàng để người dùng Internet tránh lừa đảo trên mạng xã hội. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc chuyển đổi mô hình từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trực tuyến là một xu hướng tất yếu. Sự hiện diện trên mạng Internet với tên miền quốc gia.vn là chìa khóa giúp các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong nước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ và phát triển kinh doanh trực tuyến một cách chuyên nghiệp bền vững, tin cậy phát triển kinh tế số và xã hội số để thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai sáng kiến phổ cập tên miền quốc gia.vn với hai chính sách đặc biệt. Thứ nhất, miễn phí 2 năm tên miền bis.vn cùng các dịch vụ số cơ bản như thiết lập trang web, thư điện tử cho doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 1 năm và cho các hộ kinh doanh cá thể. Thứ hai, miễn phí 2 năm tên miền id vn cùng các dịch vụ số cơ bản như thiết lập trang web trang nhật ký trực tuyến hồ sơ ứng tuyển khi tìm kiếm việc làm